Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Song Hye Kyo lộ ảnh đi chụp hình cưới, chú rể U50 nhưng phong độ người người, Song Joong Ki thua xa. Giai đoạn 2022-2023 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của Song Hye Kyo ở mạng truyền hình. Đặc biệt với màn thể hiện trong hai phần phim The Glory, Song Hye Kyo đã càn quét loạt cúp vàng danh giá tại các lễ trao giải lớn. Chưa hết, Song Hye Kyo vừa qua cũng chia sẻ cô đang đảm nhiệm một vai trò mới, đó là đại sứ cho Hàn Quốc. Với sự nổi tiếng và ảnh hưởng trong ngành giải trí, Song Hye Kyo đã quyết định bắt đầu một chuyến đi đặc biệt để quảng bá vẻ đẹp và văn hóa của quê hương mình. Về kế hoạch trong năm nay, Song Hye Kyo vẫn mở cửa cho các dự án diễn xuất mới. Cô chia sẻ, chưa có công việc nào được quyết định, tôi đang xem xét liên tục. Khi làm được Glory, diễn xuất trở nên thú vị hơn và tôi thực sự thích bộ phim đó. Tôi muốn diễn xuất trên phim trường sớm nhất có thể. Tôi muốn tìm và đến hiện trường càng sớm càng tốt. Tôi chăm chỉ tìm kiếm công việc. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, những tin tức liên quan đến cuộc sống thường nhật của mỹ nhân họ Song cũng nhận được sự quan tâm lớn. Mới đây, cư dân mạng bất ngờ lan truyền khoảnh khắc Song Hye Kyo chụp ảnh cưới, nhân tính mỹ nam xuất hiện cùng cô gây sốc. Trong bức ảnh được lan truyền, Song Hye Kyo diện váy màu trắng tinh khôi, ngay sau lưng cô là dán hoa hồng trắng được trang trí công phu. Vốn được mệnh danh là ngọc nữ xứ Hàn, Song Hye Kyo đốn tim người đối diện với vẻ ngoài trong veo, ngũ quan hài hòa. Bên cạnh mỹ nhân họ Song chính là tài tử hạng A Song Seung Hun. Nam diễn viên diễn vest lịch lãm, bùng nổ visual ở độ tuổi U50. Đến nay, phía phòng làm việc của Song Hye Kyo và Song Seung Hun chưa lên tiếng đính chính với bức ảnh được lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Khán giả đã để lại nhiều bình luận đáng chú ý. Trong đó, nhiều nghi vấn về việc phim giả tình thật của Song Hye Kyo và Song Seung Hun đã được đặt ra. Trong quá khứ, cặp đôi từng được đẩy thuyền nhiệt tình sau màn hợp tác ăn ý trong phim Trái tim mùa thu. Tuy nhiên, số khác khán giả lại cho rằng bức ảnh trên chỉ là ảnh ghép mà thôi. Hiện hình ảnh mới liên quan đến Song Hye Kyo và Song Seung Hun vẫn nhận được sự quan tâm lớn của netizen. Sau Trái tim mùa thu, Song Seung Hun và mỹ nhân họ Song chưa có cơ hội tái hợp trong dự án mới. Trong khi Song Hye Kyo đang xem xét tích cực kịch bản phim sau thành công của The Glory, thì Song Seung Hun đang khá im hơi lặng tiếng. Thời gian gần đây, tài tử sinh năm 1976 gây tiếc nuối bởi phong độ nhất thường, ít tham gia các hoạt động nghệ thuật. Nếu Song Hye Kyo vui vẻ với cuộc sống độc thân, thì chồng cũ Song Joong Ki lại đang ẩn ý rất hạnh phúc với gia đình mới. Cụ thể, Song Joong Ki và bà xã Katie Louise Saunders hạnh phúc đón con quý tử đầu lòng vào ngày 14 tháng 6 năm nay. Từ đó tới nay, công chúng luôn trông ngóng những thông tin mới của cậu con trai tài tử, cậu út nhà tài phiệt. Phải đến tận hôm nay, tờ Sports Joseon mới tiết lộ thông tin hiếm hoi về thiên thần nhỏ nhà Song Joong Ki, Katie. Theo một nguồn tin, nam diễn viên họ Song rất cưng chiều con trai, thường tới một cửa hàng cao cấp để mua quần áo cho quý tử. Được biết, phần lớn áo bé trai, váy tại cửa hàng có giá khoảng 400.000 won, tương đương 7,3 triệu đồng. Nếu xét đồ bao gồm áo hoặc váy, cộng thêm một chiếc túi sách, mức giá có thể lên tới 600.000 won, 10,9 triệu đồng. Ngay cả chiếc áo rẻ nhất ở đây cũng có giá tầm 160.000 won, khoảng 2,9 triệu đồng. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.